Xin chào các bạn đã đến với Góc Yêu Bếp. Hôm nay mình sẽ cùng vào bếp để chia sẻ với các bạn cách nấu nếp cẩm, để làm món sữa chua nếp cẩm sao cho được ngon và không nại gạo nhé. Lưu ý đầu tiên để có một món nếp cẩm ngon, đó là việc lựa chọn gạo là một khâu vô cùng quan trọng. Sau rất nhiều lần thử với các nhiều loại gạo khác nhau thì mình thấy rằng gạo nếp cẩm ở Điện Biên là một trong số những loại gạo mình cảm thấy nếp cẩm ở Điện Biên có một cái vị ngọt và độ dẻo nhất định, làm cho cái món ăn của mình nó ngon hơn rất là nhiều. Ở đây mình sử dụng 150g gạo nếp. Rồi sau đó các bạn rửa sạch đi tầm 3 đến 4 lần và các bạn đổ hết cái phần nước, chắt hết phần nước đi nhá. Và bây giờ là đến cái bước cuối cùng thì mình sẽ cho cái phần nước sạch vào đây để ngâm. Mình sẽ ngâm trong thời gian từ 4 đến 6 tiếng. Rồi sau đó mình sẽ bỏ ra và chắt hết cái phần nước đấy đi nhá. Bây giờ thì mình sẽ cho cái phần nếp cẩm vào nồi áp suất. Hôm nay thì mình sẽ sử dụng nồi áp suất để nấu nếp cẩm nha các bạn nhé. Mình sẽ cho cái phần nếp cẩm vào, cái gạo nếp cẩm vào đây và đổ thêm 700ml nước vào để đun các bạn nhé. Thường thì các bạn hay được tham khảo các cái công thức là mình sẽ nấu 3 lần và cho 3 lần nước. Nhưng đối với công thức này của mình chỉ cho một lần nước duy nhất. Đó là một lần 700ml nước như thế này, rồi các bạn sẽ ấn nhiều lần. Với cái công thức như vậy thì cho một lần nước và ấn nhiều lần nó sẽ ngon hơn so với việc mà mình cho 3 lần nước. Giờ thì mình sẽ cho vào xoong áp suất và bắt đầu đun, ninh trong khoảng thời gian là 20 phút. Rồi sau đó các bạn sẽ mở ra và ấn tiếp nha. Bây giờ mình sẽ xoáy ở 20 phút. Đây là cái phần nếp cẩm của mình sau khi đã nấu một lần. Một lần thì sau khi nấu xong thì mình thấy cái gạo nếp cẩm của mình đa phần là nó đã chín rồi, nhưng mà nó vẫn còn cái phần nước ở bên trong. Và để đảm bảo rằng cái việc cái nếp cẩm của mình không bị lại gạo thì bây giờ mình sẽ tiếp tục ấn thêm một lần nữa nha các bạn nha. Mình sẽ dùng thìa để đảo cái phần nếp cẩm một lần nha các bạn nha. Cái nếp cẩm này các bạn nhớ là mua nếp cẩm Điện Biên, mình thấy rằng nó rất là dẻo và thơm. Mình tiếp tục xoáy ở 20 phút, ninh ở 20 phút bằng nồi áp suất nhá. Còn đây là lần thứ hai sau khi mình đã đun xong thì cái phần nếp cẩm lúc này nó đã sánh hơn rất là nhiều rồi. Nhìn cảm quan bên ngoài thì các bạn sẽ cảm thấy nó hơi nhiều nước. Còn đối với những bạn mà thích ăn nó hơi khô một chút ý, thì mình có thể giảm một chút nước đi. Nhưng mà khi mà các bạn cho vào tủ lạnh ý, thì mình lại cảm thấy cái sự quánh của nó sẽ bị khô hơn đấy ạ. Cho nên là hiện tại mình nấu xong thì mình sẽ cảm thấy nó hơi ướt, nhưng mà khi mà mình cho vào tủ lạnh thì nó lại rất là vừa. Tiếp theo thì mình sẽ cho 50g đường vào và để tiếp tục đun nhá. Mình sẽ sử dụng đường cát trắng hoặc là đường hoa mai đều được ạ. Mình sẽ quấy đều cái phần đường này lên để cho nó hòa tan đều trong cái phần gạo, phần nếp cẩm của mình nhá. Như các bạn thấy thì là cái phần nếp cẩm của mình nó rất là sánh và dẻo. Đối với các bạn mà thích ăn hơi khô một chút thì mình có thể giảm một chút nước đi. Lúc ban đầu thì mình sẽ cho giảm đi một chút nước đi nhé các bạn nhé. Hoặc không thì các bạn có thể giữ nguyên cái lượng nước mà mình có chia sẻ ở trên này. Giờ thì mình sẽ tiếp tục đun trong thời gian là 5 phút nhé. Rồi sau đó các bạn sẽ bỏ ra và cho vào cái chậu nước lạnh như mình sẽ rất là nhanh nguội. Bây giờ thì mình sẽ cho ra cốc và ăn cùng với sữa chua và sữa đặc. Xin mời các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn hãy cùng nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình và là người đầu tiên xem những video mới nhất của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.